cà rốt có tác dụng gì, uống vào lúc nào cho đúng cách. Với hàm lượng vitamin A cùng chất chống oxy hóa phong phú, cà rốt được coi là nguồn thực phẩm cho sức khỏe vàng của chúng ta. Hãy cùng bài viết nước ép cà rốt có tác dụng gì, uống vào lúc nào cho đúng. Sau đây đi khám phá những tác dụng tuyệt vời của loại nước ép từ loại quả này nhé. Tốt cho mắt. Việc sử dụng thường xuyên nước ép cà rốt sẽ giúp cho đôi mắt của bạn trở nên sáng rõ và tinh tường nguyên nhân là bởi beta carotene có trong loại củ này rất lớn. hợp chất này có khả năng vitamin a khi tiêu hóa. trong khi vitamin a kích hoạt một chất hóa học nhạy cảm trong võng mạc gọi là rhodopsin có chức năng quy định tầm nhìn theo ánh sáng. đặc biệt vitamin a còn giúp bảo vệ bạn khỏi đục thủy tinh thể do tuổi tác. tốt cho da, tóc và sức khỏe răng miệng. không những tốt cho mắt, nước ép cà rốt còn mang lại cho bạn một làn da khỏe hồng hào, tóc khỏe mạnh, xương chắc khỏe. Theo các nhà khoa học, các vitamin được tìm thấy trong nước ép cà rốt bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các chất chống oxy hóa làm chậm sự lão hóa của các tế bào. Ngăn ngừa nguy cơ ung thư Chỉ cần hàng ngày sử dụng một cốc nước ép cà rốt là bạn đã có thể ngăn ngừa hiệu quả những căn bệnh ung thư như ung thư phổi, ung thư vú cũng như ung thư ruột kết nhờ các hợp chất flacoron. Beta-carotene có trong cà rốt cũng có thể ngăn ngừa ung thư da bằng cách tự gắn nó vào các gốc tự do trong cơ thể để bảo vệ chúng khỏi sự tăng trưởng các tế bào ác tính. Giúp giải độc gan Với 87% là nước, nên loại nước ép từ cà rốt có khả năng thanh nhiệt, giải độc cho gan vô cùng hiệu quả. Đồng thời, chúng còn giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận và đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Tốt cho tim mạch Nước ép cà rốt còn một lượng lớn hợp chất alpha-carotene Cung caroten mà đây lại là những vi chất hữu ích cho việc giảm sự thay đổi của tim mạch và đột quỵ, tăng cường năng lực, cung cấp dưỡng chất, bổ sung năng lượng cơ thể luôn tràn đầy sức sống chính là khả năng tuyệt vời mà nước ép cà rốt mang lại. Chỉ cần uống nước ép từ 3 củ mỗi ngày là đã có thể cung cấp cho bạn đủ năng lượng để đi bộ bà dặm mà không cần đổ mồ hôi đấy nhé. Với nội dung bài viết trên đây chia sẻ, thì bạn đã có thể hiểu được vấn đề nước ép cà rốt có tác dụng gì uống vào lúc nào cho đúng cách rồi đúng không nào